Theo quan sát của giới đầu tư trên thị trường, từ đầu năm tới nay, dòng tiền dịch chuyển vào lĩnh vực bất động sản ngày càng nhiều. Một số khu vực tiềm năng đã tăng giá từ 20 đến 30% trong thời gian ngắn. Một phần lý do bởi hiện nay, lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ ở mức dưới 6,5% một năm. Anh Hải, một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp cho rằng, người dân luôn có tâm lý tìm kiếm các kênh đầu tư sinh lời tốt hơn. Bất động sản đó là một cái loại tài sản mà trong tương lai dài thì không bao giờ nó mất giá trị. Đặc biệt với vị trí đắc địa, giá trị của bất động sản cũng như cái khoản đầu tư của tôi nó càng ngày càng tăng lên chứ không có sự giảm sụt. Nhiều số liệu thống kê tại Mỹ, New Zealand hay là Singapore thì bất động sản còn tăng giá từ 20 cho đến 40%, thậm chí là còn không đủ nguồn cung trong mùa dịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của quá trình thanh kiểm tra rà soát các dự án từ các địa phương và quỹ đất hạn hẹp nên nguồn cung dự án mới trên thị trường lại không có nhiều. Bởi vậy, các dự án bất động sản tốt thời điểm này được các nhà đầu tư săn đón. Một số sàn giao dịch bất động sản cho biết, vừa qua tại Quảng Ninh, dự án bên bến du thuyền Sun Marina đã tạo bất ngờ khi ghi nhận mức đăng ký giữ chỗ kỷ lục lên tới 1.000 căn chỉ trong vòng một tuần. Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, vẫn có sản phẩm bất động sản bán chạy trong mùa dịch vì tạo được sự khác biệt. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng kỳ vọng sẽ mang lại nguồn lợi lớn sau khi đại dịch kết thúc. Chắc chắn những cái bất động sản xung quanh nó sẽ có hưởng lợi. Ví dụ các cái việc khách đến chiêm ngưỡng, khách đến hưởng thụ sẽ tăng lên. Và như vậy thì các cửa hàng, shop house hoặc là các cái khu nghỉ, các cái nhà, khách sạn ở xung quanh cũng sẽ được hưởng lợi. Vừa sở hữu bến cảng quốc tế, lại có kỳ quan thiên nhiên thế giới, cùng những cái điều kiện về hạ tầng, chính sách thuận lợi như Hạ Long, ở Bãi Cháy, dòng sản phẩm bất động sản bên vịnh du thuyền kỳ vọng sẽ thiết lập một chuẩn mực mới, thúc đẩy tiềm năng kinh doanh du lịch của những người dân và du khách cao cấp. Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng đưa ra dự báo, mặc dù kinh tế gặp khó khăn do COVID-19, nhưng giá bất động sản tại các dự án có vị trí tốt, đầu tư bài bản từ nay đến cuối năm 2021 vẫn sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu đầu tư trên thị trường lớn.